Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Hôm nay á, nhóm có làm một cái buổi tiệc nhỏ với mấy anh em lại chơi á. Bữa nay mình có mấy món. Ở đây có mắm linh. Mắm linh hồi xíu mình nấu lẩu mắm á, với lại cá hồi nãy câu á, với thịt ba gọi, với tôm. Rồi chân gà bên đó là một phần mình hấp hành. Thịt bò này một chút xíu mình nhúng với lại nước mắm tiêu mình nướng. Hầu vịt này, ở đây có hầu vịt lộn nha cả nhà. Rồi một số trái cây. Mời cả nhà theo dõi nhóm mình làm luôn nha cả nhà. Ở đây thì ăn lẩu mắm thì cũng có chuẩn bị một số rau nha cả nhà. Này thì cũng có cà tím nè, rau nhút, bông súng với tai tượng. Bây giờ cái món lẩu này ai làm ta? Chắc nấu món lẩu mắm này em đảm nhiệm quá. Em làm món lẩu mắm. Rồi bên kia cho bắt á. Thiên làm được món gì Thiên? Em làm chiên gà hấp hành. Vậy là vô món tủ rồi ha. Có cái kéo với hồi chiên gà kế bên là biết rồi đó. Vậy là chắc Vinh ngồi ngay cái hao tôm làm tôm á hả? Em làm món bò nướng tiêu. Rồi vậy, là... vậy mấy chị em ở đây phụ lại lật gạo. Lật gạo. Lật gạo. Ở đây là mình có chôm chôm để họ mình ăn lật hết. Để ngủ đây. Ở đây ăn lẩu mắm thì không thể nào thiếu bông súng ha. Cái này mà sáng mua được cái bông súng cơm thì nó ngon nữa hết Trinh. Đúng rồi, mà sáng em đi chợ em không mua được. Vậy là em quên mua bông điên điển nữa rồi. Sáng quên lắm chứ ta. Hình như là anh còn nhớ là thiếu hủ qua nữa đó. Đúng rồi. Còn lẩu mắm phải hủ qua nữa hả? Đúng rồi. Hủ qua. Chứ chị đố mấy đứa với lẩu mắm mà không thể thiếu một món bỏi là món gì nè? Bắp chuối. Cái không phải, đúng rồi. Gì hay á. Quan trọng nhất là phải có mắm chứ. Không, cái bỏi, bỏi, đang hỏi vấn đề bỏi. Thôi tiếc quá ha, thiếu hủ qua. Ở nhà phải cũng còn mấy đó. Trái kìa, để hồi chị lấy ra. Mà hủ qua mình được cái hủ qua gừng ha, thì nó ngon nữa. Hủ qua đáng muốn chết thì mà ăn được. Vậy là ăn không được mới không mua hả? Đúng rồi. Hèn chi thiếu hủ qua. Nếu không ăn người ta ăn chứ.
Ở đây thì Vinh cũng đang chuẩn bị ướp tôm luôn nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là muối ớt chứ không có sử dụng là sa tế. Cái hạt gì không ta? Cái này chút xíu thì mình sẽ xỏ que ha Vinh. Dạ. Nướng cho nó hẳn con tôm ha. Nó hẳn con tôm ra mình nướng ha. Ừ. Tính ra cái món của em làm bộ nhanh Vinh. Nhanh mà. Nhanh chưa chắc nha, chưa chắc nhanh biết đâu à. Nha. Nhúng than kìa. Ờ à, đúng rồi, còn nhúng than nữa. Vậy là hồi bò nướng là cũng phải ké than của em luôn ha. Dạ. Chúng có thiên nhúng than dùm nha. Thì nói giờ nó chưa xong rồi chân gà đắng kìa. Ở đây có ai biết nấu lẩu mắm không? Nhi biết nấu lẩu mắm không Nhi? Dạ không. Không biết hả? Dạ. Nhưng mà lẩu mắm thì phải biết ăn phải không? Em biết cà cao rồi. Cà cao với em ăn thì làm được. Dạ đúng rồi. Em cũng biết nè mà em đưa đồ phụ thôi chứ em. Ở đây thì mình kho mắm thì mình sử dụng là mắm cá linh nha cả nhà. Mắm cá linh thì nó sẽ thơm và ngon hơn. Mắm cá linh hoặc là mắm cá sặc cũng được. Cá sặc cũng thơm. Hai cái trộn lại cũng được hết chị. Đúng rồi. Ừ. Có nhiều người người ta trộn lại hai thứ cho nó ngon á. Còn mình thì mình thích cá linh thì mình sử dụng cá linh. Cái nhị trong tưởng sâu ha, tưởng sâu em sợ. Nhưng mà cuối cùng là nãy giờ em có bỏ nhị không? Bỏ chứ. Không, cái nhị đó để ăn ngon lắm á. Không, mưa, cái này mùa mưa không dám. Cái nhị đó ăn được luôn hả? Cái nhị nó ăn bùi ngon lắm á, thơm lắm. Hồi đó đâu biết đâu bỏ không à. Nè, anh nói là cái con ong á với con bướm á là chuyên gia nó hút mật cái đó là chỗ đó là nó ngon đó. Nó bị lợi nó hút mật. Bài bản quá ha. Cái mùa nước lũ này á, cá linh mà mình nấu lẩu mắm thì cũng cực kỳ là ngon á. Trang đó giờ có ăn cá linh nấu lẩu mắm không Trang? Dạ có. Cá linh thì thường mình nấu canh chua hoặc là kho lạc thì thường ha, nấu lẩu dạ. Mắm thì ít ha. Có những chỗ giống như người ta quán á, người ta chiên về lẩu mắm á, người ta mới nấu cá linh ngay mùa nước nổi rồi nè. Nay là nó vô mùa chưa ta? Vô mùa rồi. Tới vô mùa rồi đó. Dạ. Ừ. Mà tại nhà mình có cái vồ mình ăn cho đỡ tốn tiền. Cá linh lúc gà 250.000 ký nặng. Ờ, 200 mấy nặng. Mà được cái ở đây mình ăn cá linh cũng còn sống bình thường ha. Dạ. Ừ. Nó rộng oxy đó. Của mình ở đây là còn tươi luôn á. Ừ. Giống như... Em làm sạch cho thôi nha. Hồi đây rửa mình hay làm cái. Ờ, đúng rồi. Cái mông bí này em nhúng bột chiên giòn á trên. Em chiên lên, em ăn nó ngon lắm. Mấy người ta ăn tương á. Chấm với tương ớt. Đúng rồi, con Dũng ha. Nó giòn lắm á. Cái mông này nè, em nhúng vô cái bột chiên giòn á. Bột chiên giòn chứ không phải là bột xù nha. À. Rồi cái bắt đầu là chiên giòn xong lấy ra chấm tương ớt ăn. Cà tím cũng được đó chị. Đúng rồi, cà tím làm cũng ngốt, làm gì lần thử ăn hả? Thôi, ngon lắm á. Cái đó mà chưa chưa làm buồn miệng ăn cũng ngon nữa. Có tàu hũ vô nữa cũng ngon nữa. Giống như cái đó xúm lại đông đông như vậy nè ha, ăn nó mới vui chứ có một hai người cũng làm biến lắm. Làm hết thời gian. Ừ. Ăn cái gì đông vậy cho nó vui. Vui. Cái chân gà này mà mình ướp nướng thì cũng ngon ha, nhưng mà hấp hành cho nó tại mua vì... sáng được mua chân gà nóng luôn ha. À, chân gà đó thì nó ngon, nó không có đông lạnh á. Chân gà đó là giống như là người ta làm bao nhiêu là người ta cắt ra đó. Mình mua được cái đó ngon. Mà nó mắc hơn cái chân gà lạnh nha. Dạ mắc hơn. Nó như là 100.000 ký thì vậy phải không Trinh? Như vậy. Ừ. Còn chân gà kia như 60.000, 70.000. Ở đây thì hồi nãy mình cũng có chuẩn bị một số xài với cốc bẻ hồi nãy nè. Cái này chút xíu mình gọn mình lắc hay là mình để mình chấm muối ta? Chấm mắm guốc ha. Ăn mắm guốc đi. Ờ. Xài non rồi chấm mắm guốc thì thôi khỏi nói rồi. Hồi chị Quyên làm mắm guốc nha. À, mắm guốc chị Hải đó em ấy ra cái sẵn là ăn luôn rồi. Dầm ớt vô cái là được rồi. Mà tính ra mấy cái cà tím này vậy chứ ăn nó không ngon bằng mấy trái cà tím hồi xưa ha. Tiếng đèo á. Ừ. Xưa ủa anh em thấy có trái cà gì mà màu xanh mà giống như là cà gì ta? Nó giống như trái cà tím mà màu xanh phải không? Đúng rồi, sao chị cũng quên nghe quên. Anh cũng quên đó mà. Trái nhỏ phải không? Không, cái trái nhỏ cũng có trái bự giống vậy luôn. Ăn nó giòn lắm mà nó ngọt. Dạ.
mà nó màu xanh không biết cái đó ăn sống ngon lắm, anh có ăn rồi mà anh quên kêu bằng gà gì rồi. Cái đó phải hỏi chị Xiên. Ờ, chị Xiên chị chồng ở dưới nhà. Ở dưới vườn đó hả chị? Ờ, chị Xiên với chồng luôn. Cái đó ở đó chấm cá đồ ăn ngon lắm. Ngon. Ở nhà chỉ có chồng mà. Nó ngọt hơn cà mình. Chính nhà mình ở vườn xuống. Còn cái trái tròn tròn là cà sỏi đúng không? À, cái đó là cà pháo. Cà pháo trái tròn tròn màu trắng luôn gì? Làm dưa. Dạ. Cà pháo. Dưa leo đó là dưa leo đó, họ lót dĩa ăn với đồ nướng tôm nè. Tôm với lại thịt bò nướng. Đạt cái chổng thì cũng đang làm cá à. Ở đó thì Hòa hay làm cá ha, nay không có Hòa, có mình Đạt làm cá luôn. Hòa ơi em về lẹ lẹ Hòa ơi. Hòa đi đâu? Hòa đi Hàn Quốc rồi. Hàn Quốc rồi. Đi xuất khẩu lao động á. Tháng 12 mới về. Như nghe nói anh đi cũng cũng lâu rồi, cũng mấy tháng rồi. Ăn lẩu mắm mà không có rau nhút là không ngon á. Dạ, rau nhút ngon. Trời, Vinh làm bài bản quá ha. Tôm đẹp ghê luôn trời. Ai nấu biết làm đâu trời. Có nghề rồi đó. Ờ chứ. Dạ, mà sao thấy hơi hợp rồi đó. Hơi căng xíu ạ. À. Thẳng bằng nha. Căng à. Vị nướng mới ngon chứ. Không có nướng hồi con tôm nó sẽ có độ cong. Mình không làm cái cây đó là con tôm hồi nó cong quéo rồi luôn. Quéo rồi đúng rồi. Còn mình làm vậy thì tôm nó đẹp. Ra không có con tôm thì mình không biết con tôm này tôm sú hay tôm thẻ thiệt luôn á, tại vì nó cũng giống nhau mình đâu phân biệt đâu. Tôm này là tôm thẻ. Ủa tôm này là tôm an. Tôm thẻ ha. Tôm sú là nó cái màu kia. Đúng rồi, tôm màu đen phải không? Màu đen đen nó sậm hơn. Sú cái màu sọc đẹp lắm. Tại vì mình ở đây cũng không có biết về tôm nên mình cũng không có rành. Tôm này hồi sáng của Mon mua. Cái này Mon mua. Hả? Mày bèo 6 giờ sáng nó dậy đi chợ rồi đó. Nó tóm lại là hồi sáng thì hai ba người đi chợ mỗi người mua một món giống như Hùng lại nhậu vậy đó. Còn anh thì anh Hùng lẩu mắm á nha. Nhà anh có cá, anh bắt cá. Ừ. Thì đó. Em qua đây lặt rau đi chị, đi bọc sò xả với lại tỏi chuẩn bị nó. Gọt cốc sâu sâu xíu hết trên. Chua ạ? Ừ. Chua. Ở đây đông mình làm cũng nhanh ha, mỗi người tay chân làm nhanh. Cốc này là cốc kiển không ta? Không, cái đó là cốc mỡ đó em. Cốc mỡ, mà nó còn nhỏ á. Còn nhỏ. Ừ. Cái cây cốc kiển mình nó nhỏ xíu mà. Ờ. Dạ. Còn cái cốc mình bé đó nè, bằng kia nè. Cốc mở hồi xưa á. Dạ. Cốc này cốc hồi xưa là cốc hồi xưa mà nó chưa có bự á ha. Nó còn non. Cá đây thì Đạt cũng làm xong rồi nha cả nhà. Ừ, có hai mua hai trứng bự cho bá luôn kìa. Cá cũng mập quá trời ha. Cá này bữa nay thì mình sẽ để cắt khúc chứ mình không có thái ra nữa. Này mình đổi khô vị một bữa. Chứ thường thì ăn lẩu. Thường thì ăn lẩu cá bự thì mình bị thái, tại nãy bắt con cá con không được bự nên thôi để cá khúc luôn. Con cá đầu tiên em làm sảy á. Cá đó bự. Có ổi nữa nè Trinh. Có ổi không? Có gỗ ổi nữa kìa. Bữa nay mình chút xíu mình nhậu rồi, chừng nào mà hết mồi rồi mình nghỉ ha. Nó tóm lại có chân gà này nhậu cũng hơi lâu à. Người gặp một cái là cũng hơi lâu rồi. Lon hả? Cái ăn lon hả? Nãy Mon nó sắt cái này rồi xong rồi chạy nhảy qua bỏ cho em luôn hả đi. Mon sắt không được rồi. Nó dày quá không? Dày. Ăn là dai luôn á. Này sắt mỏng mỏng ướp nướng nó mới ngon. Nó không có dai. Thịt bò này nó cũng mau chín nha. Mình nướng mình lật qua lật lại xíu rồi thấy. Sắt mỏng lật qua lật lại là được rồi. Tính ra nãy giờ là thấy cái món rau là chủ đạo ha. Nhà ăn lẩu mắm phải có rau nhiều nó mới ngon. Đố Trinh nè, cá dồ ở trong ao mình nó có trứng vậy nó có đẻ không? Có chứ. Xà bé. Thấy con trứng rồi đẻ hả? Ủa là nó không đẻ được hả? Nó không có đẻ được.
cá mà cá sông mình á nó đẻ mới được, còn cá trong ao là nó không có đẻ được. Ủa rồi trứng nó tự trứng sao rồi tự hót ra hả? Tự tay tự chui ra hả? Nó chơi cá sông cũng đâu đẻ được đâu. Cái con cá mà ép á, người ta ép đẻ mới được. Bởi vì cái giống đúng rồi, mới có cái giống đó chứ. Rồi cái trứng của nó là đi đâu? Mình cũng không biết sao nữa. Trứng đó giờ mình ăn nè. Chứ thường á thì cá sông với cá mà trong ao mình á là thường là nó không có đẻ được, cái hiếm cái trường hợp đó lắm. Còn cá vô là kiểu ép nó mới đẻ được thôi. Mà đó giờ em nghĩ cá vô không có trứng mà giờ mới thấy cá vô có trứng. Ở dưới quê mà không biết cá vô có trứng luôn hả? Dạ tại vì đó giờ làm không có khi nào dính con nào có trứng hết không? Đúng rồi, đó giờ ít hay gặp trường hợp có trứng á. Mà cái này lâu nuôi lâu anh hả? Cá này nuôi cả chục năm mà em. Cá này chỉ ăn mít thôi. Nó ăn trái cây nhiều. Ở vườn á mình mít rồi mấy trái bị sơ đen này kia đồ, chứ mít bị rùi vàng ong chích rồi này kia đồ á, cái bắt đầu mình chặt mình thảy xuống nó ăn. Trước tiên là đẹp mắt cái đi rồi ngon dở tính sao phải không? Dạ hả? Mà ngon chắc rồi anh ơi. Cái này hiếu hổ qua mon. Ừ đúng rồi. Để chậm nha. Rồi. Giờ này đang bảo mà chạy chợ mua cái về khỏi ăn luôn á. Không có về ta nhậu xỉn luôn á. Thấy dĩa rau là chất lượng rồi đó. Cái này có bông điên điển đi. Ờ. Thiếu rau đắng nữa không ta? Đúng rồi. Ờ cái này có rau đắng. Thiếu nhiều thứ lắm á. Có bắp chuối ở sau nhà mà trời mưa quá. Cái này cái này xà lách này mình lót dĩa hồi ấy hay vậy đó. Lót luôn đi ha mon. Cái này mình lót dĩa đi đặng hồi mình để tôm á. Đưa ra đem cắt cà chua cho. Để tôm với thịt bò. Nè rồi, giờ qua bển đi người đẹp. Để đặng ha. Ở đây thì nãy Thiên cũng làm chân gà sạch rồi nha cả nhà. Đây thì cũng đang chuẩn bị ướp chân gà đặng mình hấp luôn. Đây thì cũng cho một số tỏi thơm ha. Tỏi phi, đường. Xíu bột ngọt. Món này là món tủ mời. Xíu hạt nêm. Cái này thì mình ướp trong vòng khoảng 10 đến 15 phút cho nó thấm rồi mình bắt đầu mình mới hấp ha. Bắt sữa đổ. Nãy Nhi làm ớt ngon hay gì đó Nhi? Để em làm ớt ngon một cái Nhi á. Giờ thì cũng để chân gà vô đặng hấp luôn nha cả nhà. Cái gà này vậy chứ mình hấp nó cũng lâu chín lắm á. Nên bởi vì mình hấp trước ha. Tôm nãy giờ ướp cũng thấm rồi cả nhà, đây thì Vinh cũng đang cho tôm lên luôn. Cái con tôm sú với cái con tôm này, con tôm nào ngon ha Vinh? Dạ thường là con tôm sú nó ngon hơn anh, với nó mắc hơn nữa. Nó mắc hơn con tôm thẻ dạ, này đúng ha. Đúng rồi, giá nó cao hơn tôm này. Anh thì tôm anh cũng không rành. Tôm này thường người ta kêu là tôm thẻ. Vậy là tôm này là mình nuôi công nghiệp hay gì phải không ta? Đúng rồi, cái này có miệt ở dưới Cần Đước anh, dưới người ta nuôi nhiều lắm. Nuôi trong mấy cái vuông ha. Đúng mấy vuông á. Vuông công nghiệp. Dạ đúng rồi. Còn cái tôm tôm sú mình á là thường thì người ta nuôi quảng canh cũng có dạ, nữa đúng không? Cà Mau, nó Bạc Liêu. Dễ sống lắm. Tôm sú mà người ta nuôi cái kiểu như là tự nhiên nhiều hơn luôn á. Nó mặn. Tự nhiên cũng có. Mà cái con tôm sú chắc thịt nó sẽ ăn ngon hơn tại dạ, tôm sú thì nó sẽ nhìn thiên nhiên chắc thịt lắm. Đây là mình nướng chắc hai mẻ. Dạ, này chia làm hai nè. Giờ vàng chở lại được rồi nè. Tôm này thì nó cũng nhanh chín mà. Dạ nhanh lắm. Để vô nó có lửa nè. Nó nhét lửa ha. Dạ.
nó béo thơm ghê luôn anh. Tôm này mà còn sống người ta hay cũng hay thường ăn gì chứ còn ăn với bù tạc à. Bù tạc thật là sốt thái đồ ha. Đúng rồi, sốt thái. Tôm này cũng làm sao thấy vậy anh không dám ăn. Đúng rồi anh không, mà mình ăn được là mình ghiền đó nha. Mấy người mà ăn được là người ta ghiền luôn á. Sống được là ghiền luôn. Nhìn mấy cái này rồi thấy chảy nước miếng luôn ha. Trời nó giòn quá trời giòn ha. Trời non này giòn lắm. Cái cốc của Trinh già tách ra không được đâu, vàng già tách không được. Mấy trái nào trắng á, em lựa mấy trái đó, đúng rồi đó. Mấy trái trắng đó là em tách được. Cái này hồi ướp nước đá này giòn lắm đó. Cái hộp con xèo à. Mấy trái nào xanh á, còn mấy trái vàng là mấy trái già. Chôm chôm này gọi là chôm chôm sawa gì phải không ta? Dạ, em ăn thấy hơi chua chua á. Còn cái chôm chôm thái với cái chôm chôm loại chôm chôm mà nhỏ mà gai nó nhỏ xíu là chôm chôm đường phải không ta? Chôm chôm đường. Nhưng mà anh thích ăn chôm chôm này nè. Thái là cái rau xanh, rau xanh nhiều. Mà cái này chua chua ngọt ngọt. Nó vẫn còn dính vô cái hộp quá trời. Còn dính được. Có nhiều loại nó chấp hay không chấp nữa. Chứ gà thì cũng chín rồi nha cả nhà. Đây thì Thiên cũng cho thêm hành vô ha, hành lá. Hành lá cái mình đem xuống là vừa ha. Hành lá đây mình có ướp sẵn rồi nha mọi người. Thấy hấp dẫn quá. Rồi mình đầy lại cái mình nhắc xuống là vừa đó. Hồi nãy giờ em cũng nấu mắm nó rã ra hết rồi. Giờ em với Thiên chuẩn bị luộc rồi nấu mắm. Này là một ký mắm luôn đó Thiên, chất lượng luôn. Dạ. Quá trời. Biết sao nó lâu quá không? Tại cái thịt nhiều quá. Thịt nhiều. Rồi đổ vô đi. Từ từ. Ăn lẩu mắm thì mình giờ có thịt ba loại nó béo béo. Cho gia vị vô. Đường. Tại mắm ở trong mắm nó mặn mình cho nhiều đường chút xíu. Chứ được ngọt. Giờ em cũng xào xăng rồi, giờ em cho mắm vô. Cho nước vô. Cái thịt bò nướng tiêu này nó thơm quá ha. Cái mùi nó hạt lên thơm. Vừa đã quá.
Để lên là thơm liền luôn anh. Thơm nước mũi luôn. Không mà cái này ăn nó không ngán, tao em biết sao, cái này là mình nướng tiêu với nước mắm nhỉ rồi á. Để vô nó thơm ngon á. Với lại phần bắp bò này ăn cũng không ngán miệng. Cái bò này làm mấy món kia ăn ngán lắm, xào rồi này kia ăn. Bởi hơn thì mình nhậu thì mình nướng vậy nó sẽ ngon. Nhất nướng gì xào. Ủa, nhất nướng gì chiên mà mới tam xào thì tức luộc. Mình nhậu mà. Mình nhậu mà. Thơm quá, thơm quá. Thơm ghê luôn á. Bay một. Bò này thì nó cũng mau chín. Cái nào chín thì mình sẽ cho ra ha. Dạ. Thì chứ món này là nhậu đây bộ thấy hấp dẫn ha Vinh. Cái này chút là hao bia thôi. Chứ không toàn hồi nãy á. Dạ. Thơm ghê ha. Nướng cái là thơm hết nhà. Hồi nãy giờ mấy chị em cũng làm mấy món này xong rồi. Giờ xin mời cả nhà dùng chung với nhóm mình nha. Xin mời cả nhà. Sắp ăn cái la lớn luôn hả? À, bây giờ mình ăn thịt bò trước ha. Thịt bò với tôm mình dùng trước ha. Xong rồi cái lẩu thì mình dùng sau. Tại vì cái lẩu thì hồi để cá đồ vô nữa. Cá với tôm vô nữa. Thường sao nó ăn hết nè hả? Ăn lẩu xong là về đó nha mom. Bởi vậy đừng có bắt món lẩu lên. Sao cảm nhận cái món thịt bò đó sao Mon? Vừa ăn ngon lắm anh. Vậy là thành công rồi đó Vinh ơi. Vô cái này vô bên kia mình cũng vô luôn. Vô. 1 2 3 vô. Cảm nhận thịt bò nướng tiêu thì nó thơm ha, nó thơm. Ăn nó ấy, còn thường thì nướng giống như mình đi ra ngoài ăn á, hình như là có cái ướp, nước ướp gì mà nó sền sệt á. Sa tế hay gì á. Vinh ngồi gần tôm ăn con tôm thử coi cảm nhận coi, cái này là của Vinh làm hết đó. Ngon men. Ngon. Ngon không ạ? À? Ngon à. Chị ơi. Phát người con tôm đi đó nhi. Ăn con tôm đủ rồi bia nghe anh Ben. Vô nào. Vô. Vô. 1, 2, 3 vô. Giờ cạn cái đi chứ nãy giờ vô hoài không thấy ai cạn trơn hả? Mon cạn thiệt rồi kìa nha. Nhi. Nhi chưa cạn kìa Nhi ơi. Cạn chưa là cạn kìa trên. Mon mặn quá. Trang nè, Trang Giang nè. Trang Giang nè, Trang ơi. Cảm ơn. Chàng con cái gì? Làm này ăn giỏ luôn được không ta? Đúng rồi. Có canxi. Nếu mà ai ăn được thì cứ nhai bình thường, giỏ nó cũng mỏng mà. Hộp dịch đây là nhà của Thiên đem lên á Thiên. Dạ đúng rồi. Ừ, hộp dịch là Thiên nhà lò hộp dịch. Đem lên mấy chục trứng hộp dịch luôn. Ăn gì cũng có. À, cái gì không có chứ hộp dịch đầy ha. Dạ. Rồi nhỏ là gì? Dứa. Nó đủ loại chứ á. Có dứa. Đây là lộn. Ừ. Dứa. Bây giờ muốn ăn cái loại lộn hay loại dứa thì nói Thiên nó lựa giùm cho. Tại nãy mình để luộc lộn xộn rồi. Luộc lên là Thiên nhìn biết không ta? Trong ngày mà. Bỏ thêm mà ví dụ như hộp vịt á là thường là mình ăn cái trứng hộp vịt là chừng khoảng bao nhiêu ngày là ngon nhất em? Dạ 18 ngày tới 20 ngày. À, là ngon nhất ha. Dạ. Thường thường ta kêu bằng úp mề phải không thầy? Dạ đúng rồi. Là chỉ có 18, 19 với 20 3 ngày đó. Mấy ngày nó nở? Dạ 24 ngày. Không có chừng nào mà em muốn học dịch đó em điện Thiên là có rồi, khỏi cần mua. Dạ tôi dạ thôi. Em mua 18 ngày. Điện đi. 18 ngày không? Ừ, 18, 19 ngày gì đó ha. 18 ngày là con nó vừa tới nhà. Vừa. Điện là xếp học dịch tới nhà luôn á. Cái đồng trắng nó còn nhỏ xíu mà cái mày trắng mày cứng á. Còn chừng cỡ đầu ngón tay. Ừ.
Không đếm được, không nhớ. Từ nhỏ giờ từ mà nhỏ, tại gia đình gia đình đã làm lò hộp vịt rồi. Truyền thống đào tạo ha, truyền thống. Trên mà bữa nào muốn ăn hộp vịt cứ điện Thiên nhá, chưa chưa chị xuống nha. là tự động là có lộ hộp vịt rồi. Đúng đúng đúng. Này chắc phải đợi thêm. Ê mà hộp vịt bữa nay còn thiếu rau găm nữa nha. Này phải cầm mua găm dưới nhà quá. Em mốt là bán hộp vịt là cho rau găm luôn. Vậy em lấy cái dĩa chân gà. Chia ra cho dùng dầm ha. Ngon. Vậy là hai người nói ngon rồi đó, bưng lên luôn nha. Cay hả? Bánh giùm em đi. Đó, đó, đó. Cái tôm gì không? Tôm mà cay. Vậy là không biết ăn tôm cay à. Anh ăn không cay là không cay đó, anh ăn cay dở. Đúng rồi, Viên ăn cay dở lắm mà. Cay không? Ăn cay dở. Thôi cay vô cái bia nè. Vô. Dở ra chứ. Vô. Tôm cay hả? Tôm ăn dở luôn. Có cay đâu. Vô cả nhà mình ơi, đang bên đây đang phát mồi rồi. Vậy bên đây mình vô cái đi. Vô. 1 2 3 vô. Vô. Đợi mon, đợi mon. Vô cái đi rồi. Vô cái đi rồi. Rồi, 1, 2, 3, vô. Thử cái chân gà bên, đang bên phái nam nó ngon mà bên phái nữ rồi sao. Chân gà này mình chấm với gì ta? À, nước chấm của nãy gì làm ha? Nước khó bánh á. Nước chấm này đánh nè. Tất cả mình đi chợ mình xúm nhau mình làm vậy nó vui ha. Giống như trứng gà vậy. Nó bị lai sao á. Trứng này chắc giữa nè, này chắc giữa nè. Còn nó bị thiếu ăn đó chứ. Giống như là bị vịt còi vậy đó ha. Dạ. Mà vịt còi trứng nó cũng bự mà không ta? Bự. Không thằng không đó. Ừ. Không nghe bên đây phụ nữ là cho nhận xét Thiên là hôm nay làm chiên gà rất là ngon nha. Đâu biết mà. Ngon thiệt con. Đâu biết Sài Gòn gì mà. Ừ. Sài Gòn về ha. Giờ làm thịt rồi. Chưa làm hồi đâu biết được. Làm mấy năm đây? 7 năm. Làm 7 năm rồi đó hả? Giờ mình đang ngồi chung với đầu bếp á hả? Đúng rồi. Nếu không hay. Chị hồi sáng giờ không chịu làm món khó khó. Ừ, làm món chiên gà hấp hành. Làm 7 năm bếp thiệt á hả? Ờ, xuất sắc vậy. Xuất sắc. Thấy ăn vô thấy khen ngon liền phải không? À, bởi vì thấy khác tai ngang. Bây giờ cái món mà tâm huyết nhất là món gì thêm bữa nào em làm cho mấy anh em nhậu coi. Em thì món nào đó cũng tầm trung mà, không có gọi món nào xuất sắc. Nhưng em chuyên về món nướng. Nướng với lại lẩu. Đúng rồi, mỗi người có một cái năng khiếu ha. Sở trường duyên. Ví dụ như nướng thì chị biết món nào mình muốn nướng thì được rồi, nhưng mà lẩu thì ví dụ như em thích món lẩu gì, nhất thái mắm này kia. Dạ lẩu thái. Lẩu thái à? Dạ lẩu thái với lẩu tôm dùm chắc luôn á. Lẩu tôm dùm hả? Ngộ ha. Bữa vậy bữa nào là món lẩu đó đãi nhóm mình nha. Ê mà cái lẩu tôm dùm là mình chưa có ăn nha. Chưa ăn lần nào luôn, thiệt sự. Không biết luôn, chị cũng nghe lần đầu luôn á. Rồi em nói thái á. Lẩu gốc của mình thái luôn. Đúng rồi. Em thái lẩu thái, cái cay lẩu nó giống như vậy đó. Nó không có cay mà nó nghiêng về độ béo. Tại vì nó có nước cốt dừa. Lẩu thái của mình thì nó không có nước cốt dừa, tôm dùm thì nó có nước cốt dừa. Thôi vậy bữa nào em làm món đó mấy chị em mình ăn thử món đó mới biết chứ giờ nói cũng không biết. Vậy là coi chừng khiêm tốn á chứ em nói cũng tầm chung chung không ạ. Dễ thương hết sức. Đây là một cuốn xúc sắc kìa hả? Thường làm muốn hộp vịt giữa hả Nhi? Dạ. Giống như hộp vịt cũng có nhiều loại ha, nên bởi vậy cũng tùy người ta thích. Bên này thấy làm đồ ăn sao Bên? Ngon. Ngon phải không? Quá tuyệt vời. Hôm nào em mua mồi đi vô đây tụi anh làm tiếp nữa cho. Giờ anh muốn ăn gì thì em mua đó. Người ta nói á, ăn hộp vịt lộn xong với cái vỏ ăn xong cái bóp nha, nó mới bóp gánh nước á. Phải không? Hay à. Gánh đầy hai luôn nước cho qua. Người ta nói vậy á, ta gánh gì ta thôi gánh. Giờ tới lẩu mắm đi mọi người. Không quẹt. Đây, nó quẹt cho. Giờ đó là để mặt lên cho. Rồi. Chai mình ăn đậu đi. Đậu với trứng rồi nè. Rồi giờ chia chín. Để bơ để nó nát. Nó chín rồi chia cho phụ nữ. Cho nước thêm đi.
Ê, cái gan của em á, bên đây vẫn có cái gan của con cá chứ không phải gan của em, hơn cái mồi em phải không? Vậy là cái này là đảo gan hay gì nè nha? Cái phải ăn gan lắm. Rồi. Nước còn nhiều lắm. Nước thơm quá này chú em. Em biết ra bên đó nó khô không? Tại vì bỏ đồ ăn quá nhiều. Nước nó ít lại. Để mắm nhiều hình như hai cái đầu là để bên đó hết luôn trong cái nồi đó. Hồi nãy bịch mắm là nó hết luôn. Vậy nó mới đậm đà. Dạ. Nấu hết luôn nó mới ngon. Chứ mắm mà ai mà có những người ta hà tiện người ta nấu hơi ít ít á, ăn nó lạt nhách nè. Nó không có đậm đà, không thơm mùi mắm. Của mình là sao? Nghe nói chờ đợi vô đi mọi người. Vô. Để gót được các. Nghe nói Trinh không biết ăn mắm hả Trinh? Một, hai, ba, vô. Cạn nha. Vậy là bắt đầu phải quay từ Nhi qua kiểm quận mới được. Chị Trang ơi. Hết rồi nha. Trang ơi. Chú Vinh tự giác ra tự cầm nó uống. Không, miền Tây mình là đặc biệt là mắm ha. Bên miền Tây là mắm là số 1. Đúng rồi. Nhưng mà có những người người ta ăn mắm cũng không được nữa. Thiên bữa nay ăn mắm thử đi Thiên. Thiên đâu ăn được rồi. Là ghiền luôn á Thiên. Không ăn mắm được hả Thiên? Em đến đây mà em không biết mắm. Này là đâu có nấu được lẩu mắm. Dạ không. Đúng rồi. Miền Tây rồi. Thì miền Tây lai rồi. Ở Sài Gòn ngon quá lai vậy. Miền Tây gặt là phải biết mắm. Đúng rồi. Ok vô mọi người. Vậy là coi chừng Thiên có lai đâu rồi đó nghe mọi người. Vô mọi người ơi. Nói chơi rồi chứ cũng có người ăn được, người ăn không chứ không phải là ai cũng ăn được, nhất thiết phải ăn được. Cho em hết lon rồi nha. Em xuống lon rồi đó nha mọi người. Trời ơi sao tôi còn nhiều dữ vậy ta? Chắc cứ ăn gian rồi, chắc ăn gian quá. Cho em cục đá nữa đi. Món này mặn với ta. Em biết lý do tại sao mình bữa nay không có hủ qua với lại rau đắng không? Tại cái người đi chợ không biết ăn cái món đó. Không có biết đắng cay ngọt bùi. Không có chịu đắng cay cuộc đời được. Quá rồi, cái nồi này là quá trời quá đất rồi. Bây giờ bỏ cà vô cái là che cái ngoài luôn. Giờ là cái chất lượng luôn á. Ờ, thịt với lại cá. Hai cái đầu cá với hai cái trứng. Rồi thịt nữa, chị thấy miếng phanh nữa mà. Dạ. Tôm nữa. Quá giờ chở không nào, không được luôn vậy thấy không? Vậy mới đã chứ. Chàng rồi. Em ơi, ấy bún đi, nước chàng bê đê. Vô. Không có mặn. Cái gì mặn? Dạ mắm ruốc. Không có mặn nó vừa ăn luôn á. Vô. Vô. 1 2 3 vô. Có quy vô món. Hết chưa rồi? Cho miếng nè. Phụ em đi. Trời ơi. Cũng quặn bự quá một đá. Vô chú em. Thấy không? Tính ăn vàng quận này mà không được chứ ngon nữa thấy không? Giờ 50%. Vô 50 thôi. Mắm này nó ngon quá bạn. Chị á. Nói chung là chị bên đây chưa ăn. Bên đây chưa ăn, ăn thử cho em mới. Ăn thịt trước nè. Gấp bún á. Đúng rồi, thịt là chín rồi đó. Thịt chín trước rồi nè. Thịt chín hả? Cái này mình nhúng bông súng vô cái mình lấy ra liền á. Dạ. Ăn nó ngon hơn. Quá ngon. Nói chung mình nhậu mà có cái nồi lẩu mắm thôi Binh là cũng đủ. Đúng rồi. Đủ ngoài nhậu rồi đó. Ăn thử đi đó Thiên. Ăn gì nha. Ăn gà, ăn gà. Thử đi. Bún đi, gấp bún. Thiên nãy giờ là chị thấy ăn hình như là ba cái chân gà đó. Biết sao không? Món ruột của mình sợ là ế, sợ ế. Thường thường ế là không ngon với ế. Đúng rồi. Không mà ngon thiệt nha Thiên, thiệt. Bây giờ nó mới ngon hả? Cái gà với thịt. Cà để cho nó mềm xíu. Không, cà chưa chín rồi. Cà để cho nó mềm. Hồi nãy mình để vô cơm đâu. Nó thấm ăn luôn. Rồi này. Rồi, phải để nè.
Không, ba gọi này là sáng mau đi chợ là rất ok luôn á. Đúng ba chỉ luôn đó chị. Tại vì biết không, thịt ba gọi mà nạc không cũng ngon, mà mỡ không cũng không ngon. Chị Quyên, chị bơi cho em cái gan nha chị Quyên. Gan để bên kia mà. Ở đây có một cái nữa, hai con rồi. Chị ơi, lấy cái hàm cái giò cho em ăn nè. Mỗi người có mỗi một người cái sở thích cái hàm đúng rồi. Không có. Nó nghe nè, chạy lấy chị cái chén thiên thiên. Ủa, cái dĩa đặt chị lấy cái hàm ra cho Trinh chứ để cái chén là nó đầy luôn. Vậy chứ gạo này hồi chắc phải lấy thêm á, chứ nhiều gạo này con không đủ đâu. Gạo còn nhiều mà. Con súng luôn á. Lẩu mắm là không thể nào thiếu con súng. Gạo nhút. Không biết nữa. Nói chung là lẩu là mình phải có rau. Ăn nó không ngán. Quá trời rồi. Không, cái này chắc vớ cá cho cái dĩa đi. Rồi hả, để rau vô. Bắt con ra, bắt lửa. Chứ đây, để em hai. Chứ chị là chị... không. Để đúng rồi. Để mình quăng đây đi. Tại vì bên đó quá trời bỏi luôn à. Bút ra bớt đi rồi để rau vô. Mà thiên lại đi. Để em đi gấp cho. Em ăn đi. Ủa sao không có rau mòi? Giờ có mồi mới mình chuẩn bị cái nha. Được rồi. Hồi nãy mình còn cái bắp chuối nữa đó. Nó bẻ không tới. Chị mua nói chị mua. Em mời nha. Rồi. Vô. Rồi. 1 2 3 vô. 50 thôi hả? Uống hết đi chị. Nhìn coi có quay ra chỗ khác không, đang nghỉ bố hay gì. Mồm nó nói nè, để chuyến này ăn cho đã. Vô. Trang uống sao Trang? Trời ơi, cái cụm cá nè. Cái gì sợ ế chứ gao khỏi sợ ế. Nó bỏ cục đá bông bên. Trang nếm môi. Trang nếm môi. Không được Trang ơi. Cũng 50 đi em ơi. Nhậu dữ lắm, nhậu dữ lắm, nhậu dữ lắm. Nên lã nước gì á. Nhậu ha. Chọc hoài. Trang hả? Trang đồ rượu. Đồ rượu đúng rồi. Đúng rồi. Đồ rượu. Sau lưng máy rồi. Mình rượu đi qua. Trời ơi, rượu sát bên đây khỏi sợ thiếu rượu nha. Bên đằng sau cũng quay, đang thấy cái gì không Trang? Rượu ghê, đâu rượu ghê. Quay vô khui cho Trang ơi. Hồi nãy giờ nhóm cũng dùng xong rồi. Giờ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.